What the fuck? Đừng có mẹ đâu. Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game Summer Over. Còn nó có nghĩa là mùa hè đã kết thúc. Yeah, và bây giờ mùa hè đã kết thúc và bắt đầu năm kỳ học mới. Nhưng mà giờ dịch Covid thế này nên chắc chả có ai đi học, mà toàn học online ở nhà không nhỉ? Ok, mình nói nhảm vãi thôi, cứ game thôi. Em không nói gì nhiều. Thì Summer Over là mình là một đứa con gái, mình nghĩ mình đang ở trên đường đi học về những SK. Oh, cái đèn pin à. Ok, mình có cái đèn pin. Wow. Wow. Cái kia là cái đất. Okay, và mình đang trên đường đi học về. Game cũng khá là mượt, đồ họa đẹp mà không giật, không lag. Mình thích điều này. Ít khi lắm, ít khi có những cái game như thế này nha. Đi đâu thì mình không biết, mình có thể chạy kia. Okay. Ô, mình quay đầu lại được à? Ô, nhấn chuột phải để quay đầu, ok. Làm như vậy ta, mình đang đi về thì mình đi về thôi. Hello, đây là cái gì đây? À, để xây cái đường thế này vậy. Mình đang đi đâu vậy ta? Cắm vào hả? Mình nghĩ là vậy. Hello, có ai nhà em? Đừng có mẹ, cái gì vậy? What the fuck? What the fuck? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chạy! Chạy! Chạy bố bác! Tắt đi! Chạy! Run! Đừng! Cái sao tôi đang ô sao trong mình này? What the fuck? Chạy! Chạy bố! Chạy bố! Cái sao tôi đang là con chó? Nó có con chí mất kìa! No! Cái sao tôi đang? Cái sao tôi đang? Cứu tao! Ai đã cứu tôi bác? Oh no, oh no, cái mẹ gì đây? No, 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 no. Tại sao lại còn có cháu này nữa? No! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Okay, okay. Game nó không nói nhiều. Game nó không nói nhiều các bạn à, nó vô thẳng vấn đề luôn là mày sẽ bị hit. Oh my god. Đợi mình chút, mình đổ mồ hôi nhiều quá. Mình phải... mồ hôi mình nó đổ nhiều lắm luôn. À, lúc mình ngồi trong phòng này thì nó lạnh vãi chưởng. Bây giờ thì mồ hôi mình đổ nhễ nhãi luôn. What the fuck? Đừng có mẹ đâu! Cái gì vậy? Mình nghĩ là nó... Nó xuất hiện khi mà có cái... Còn này cái kia nó nhấp nháy. Hồi nãy cái này nó nhấp nháy là nó xuất hiện nè. Hay là do cái đó nhỉ? Mày còn nhấp nháy nữa không? Mình mua gì coi. Oh my god, mùa hè kết thúc và mình phải làm ba cái gì đây? Ủa, cái đường gì lại vậy? Ok, đường này là một đường thẳng à. Ok, đi thẳng rồi, có chuyện gì xảy ra? Tối nha. Ok, cái này chắc là qua cầu rồi nhỉ. Ê, từ từ, cái chỗ này hơi quen nha. Hình như mình vừa chạy một đường vòng à. Trái đất nhỏ vãi. Mình vừa chạy một đường vòng luôn. Cảnh xa cái tủ kia mà nháy nháy có nghĩa là nó đang gần đây. Rồi vô đây được coi. Mình phải làm gì trong đây hả ta? Đây mình ra được rồi. Ồ, con ma nãy giờ nó chưa xuất hiện luôn, nên là mình không biết là có phải lỗi game hay cái gì không nữa. Ok, mình quay lại đây à. Hôm nay có gì không?
Vãi, cái này nó sát vãi. What the fuck? Đi con mẹ nó. What? Tao đứng thành cái mẹ chứ. No. Mình hoảng, mình không biết mình đi đâu luôn á. Mình chưa biết cái mục đích của mình là cái gì cả. Mình phải có mục đích trong đây chứ. Mùa hè kết thúc rồi là tự nhiên có ông man cường trần như nhộng. Mùa hè kết thúc là có ông ma trần như nhộng nó nhảy ra dí mình hả trời. Ồ nó sắp xuất hiện á. Vậy là nó sắp xuất hiện hả? À ok. Vậy là nó xuất hiện rồi. Mà nó một khi nó lại dí là dí luôn à. Mình không có chạy thoát được. Mình tập trung mình chạy lắm luôn rồi đó mà nó vẫn dí được mình à các bạn ơi. À coi kìa. Why are you running? Why are you running? Nó chừng như nhộng kìa. Holy shit. Nó chạy còn nhanh hơn của mình nữa. Ôi ôi. Nó dí mình dài lắm các bạn. Giờ làm sao để thoát khỏi nó. Ok, nó biến mất rồi, mình tưởng. Ok, ăn cướp rồi, ăn cướp con mẹ rồi. Ok, nó biến mất rồi, mình nghĩ là nó biến mất rồi. Wow. Mình không biết mình đang chạy. Mình bị gì á. Holy shit, vậy là chỉ có đúng một cái đường chạy thẳng đó là thoát được thôi. Còn lại không có đường nào để mà thoát cả, nó dí mình chai vãi. Oh my god, mày đùa tao à? Mày dí tao một vòng quanh trái đất vậy hả con gái? May mà nó không có cục thịt giữa, nó mà có cục thịt giữa là chắc giờ mình chết rồi đó. Mình bị nó hiếp tận răng luôn. Rớt xuống đi em. Không rớt à? Ok, ở đây có một đống tủ luôn. Cái tiếng nhạc to vãi. Đây đi thử mày xem sao. Ấy có cái nút gì nè. Nút gì nè. Hai cái nữa. Ok, nó xuất hiện rồi, Oh no. No. Thôi dí tao đi. Sợ vãi chưa. Không chơi nữa. Thôi nghỉ dừng. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video Phước Béo. Đây là Summer in Over. Các bạn thấy hay thì like cho nó nha. Ok nhá. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ở video sau xuống thôi. Bye bye. Chào.